Đấy, thì bản chất của startup nó là một cái vòng lặp chúng ta học hỏi liên tục và không có điểm dừng. Mọi người nhớ cho mình một điều nhé, mình làm việc với rất nhiều các lãnh đạo doanh nghiệp ở các tập đoàn lớn, và đây là một cái mô hình mà các công ty kỳ lân trên thế giới sử dụng. Ở Việt Nam rất ít khi sử dụng cái này, mình chỉ là rất thật. Đây là một mô hình mà các công ty lớn, đặc biệt là những công ty công nghệ, họ sử dụng, còn Lean Startup là thời điểm tin gọn. Đấy, và sau đây có một cái nữa là Lean Canvas nói sau. Thì đây là cái cách để họ, cách thức để họ gì ạ? Họ khởi tạo sản phẩm liên tục. Và bên mình bây giờ cũng đang áp dụng cái mô hình này. Đấy, chúng ta chỉ có được học và làm việc với đối tác nước ngoài, đặc biệt với những công ty về công nghệ, thì họ sẽ sử dụng cái này rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta nên nhớ cho mình một điều. Trong startup, trong khi khởi nghiệp ấy, thì thất bại là chuyện bình thường. Nhưng mà cái quan trọng hơn ấy là chúng ta phải học hỏi rất là nhanh. Đấy. Và nó bởi thất bại nó là hiển nhiên trong quá trình học tập. Chúng ta có ý tưởng, chúng ta xây dựng, chúng ta fail, chúng ta lại đo lường, chúng ta có dữ liệu, chúng ta đã học hỏi. Chúng ta quay lại, chúng ta cải tiến cái phiên bản sản phẩm đầu tiên, rồi lại xây dựng sản phẩm, đo lường, lại thấy lỗi, lại quay lại đo lường. Và nếu nó cải tiến cái sản phẩm phiên bản 1, phiên bản 2, phiên bản 3, phiên bản 4 thì nó giống như anh chị này. iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, rồi iPhone 11, iPhone 12. Giống như Windows, mình cũng nhớ ngày xưa là Windows mấy. Windows 1, Windows 2, rồi Windows XP, rồi Windows 7 hay là Windows gì, bây giờ mình không nhớ là Windows gì nữa. Đấy, nó cải tiến liên tục. Hoặc là các sản phẩm bên mình bây giờ được. Cái sản phẩm ví dụ bên Lang Master bây giờ chưa? Thì nó phải cải tiến đến không biết là bao nhiêu lần rồi. Mỗi một năm thì An đi cải tiến sản phẩm phải ít nhất là 4 lần, 3 đến 4 lần, nó cứ cải tiến liên tục như vậy. Đấy, thì đây là có ba cái từ khóa, đây là tốc độ học hỏi và trọng tâm. Đấy, chúng ta phải làm tốc độ. Tức là anh chị nhìn nhé, nếu như mà anh chị chỉ có học hỏi và tập trung vào làm cái trọng tâm, tức là nghiên cứu sản phẩm, là nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu sản phẩm, nếu chỉ có học hỏi và trọng tâm không, mà chúng ta không có cái được cái đạt được tiêu chí là về tốc độ, tức là speed, là tốc độ đấy, thì chúng ta sẽ hết cái tài nguồn lực của doanh nghiệp, đúng không? Doanh nghiệp bây giờ chúng ta cứ tập trung vào nghiên cứu phát triển sản phẩm mà thấu hiểu khách hàng, nghiên cứu sản phẩm mà chúng học hỏi, nhưng mà chúng ta tốc độ chậm quá thì doanh nghiệp nó sẽ không tạo ra tiền, không tạo ra tiền thì chúng ta sẽ hết tài nguyên, hết tài nguyên về tài chính và con người, chúng ta sẽ chết, đúng không? Nếu như chúng ta có tốc độ, chúng ta có trọng tâm để nghiên cứu phát triển sản phẩm, nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu sản phẩm, nhưng chúng ta lại không chịu học hỏi, thì chúng ta chỉ mang mỗi một cái mindset của ông gì ạ, mang cái tư duy của ông ạ, chuyên môn, một cái ông tư duy của ông kỹ thuật đấy, ông chuyên gia đi làm, mà chúng ta học hỏi chúng ta sẽ gì ạ? Thì chúng ta sẽ rơi vào một cái tình trạng là gì ạ? Tự cắn vào đuôi của mình. Nếu chỉ có tốc độ và trọng tâm thì chúng ta sẽ tự cắn đuôi của mình. Và nếu như chỉ có gì ạ? Chỉ có tốc độ và học hỏi mà không có một trọng tâm để nghiên cứu thì chúng ta sẽ tối ưu hóa quá sớm. Đấy, thì đây là anh chị có thể hiểu. Đấy, cái từ khóa. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Doanh nghiệp của bạn có đang gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài? Bạn đau đầu với việc tìm ra những chiến lược, phương thức kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể vượt qua đại dịch? Tham gia ngay các khóa học tại HBR để được cập nhật những xu hướng kinh doanh mới nhất thời COVID, đồng thời được giải đáp trực tiếp những vấn đề đang gặp phải để tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Các khóa học bao gồm: xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp, tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0, quản trị trải nghiệm khách hàng, bí quyết bùng nổ doanh số và tối ưu lợi nhuận, xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh. Hãy đăng ký ngay các khóa học trong đường link ở dưới phần mô tả video này để nhận mã giảm giá lên tới 1 triệu đồng hoặc gọi số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.